Trận đấu giữa Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3, giai đoạn 2V League 2023 trên sân Hàng Đẫy đã sử dụng công nghệ VAR lần đầu tiên trong giải đấu. Đây được xem là trận đấu không có tính cạnh tranh quyết liệt cao và là lời gợi ý của FIFA đối với việc áp dụng VAR vào giải đấu chính thức. Viettel đã giành chiến thắng 4-0 trong trận đấu và đáng chú ý, trọng tài chính đã hai lần tham khảo công nghệ VAR để đưa ra những quyết định quan trọng. Phút thứ 10, Jose Pinto của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với cầu thủ Viettel, nhưng sau khi va vào cuộc, tình huống phạm lỗi này được xác định chưa đủ để nhận thẻ đỏ. Phút 79, tiền vệ Hoàng Đức ghi bàn vào lưới đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và trọng tài cùng tổ va đã vào cuộc. Trong những phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ Trần Danh Trung bên phía Viettel bị ngã trong vòng cấm, và sau khi được va tham vấn, trọng tài đã trực tiếp xem lại màn hình và cho Viettel hưởng phạt đền. Đây là những dấu ấn đầu tiên của công nghệ va tại V League 2023, và nó đã mang đến những ý kiến khác nhau từ ban huấn luyện các đội bóng. Trước đây, sự xuất hiện của công nghệ VAR trong các giải đấu bóng đá đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết những tình huống gây tranh cãi, nhầm lẫn và thậm chí sai sót của trọng tài. Tuy nhiên, việc áp dụng VAR cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều từ cả người hâm mộ lẫn các chuyên gia bóng đá. Một số người cho rằng VAR là một công nghệ tiến bộ, giúp trọng tài có thêm cơ hội xem lại những tình huống tranh cãi từ nhiều góc độ khác nhau để đưa ra quyết định chính xác hơn. Điều này giúp tránh sai sót và làm tăng tính công bằng trong bóng đá. Ngoài ra, VAR cũng giúp giảm bớt áp lực và trách nhiệm của trọng tài trong những tình huống quan trọng, từ đó họ có thể tập trung hơn vào quá trình điều khiển trận đấu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng VAR có thể làm gián đoạn luồng trận đấu, kéo dài thời gian thi đấu và làm mất đi tính cống hiến và cảm giác tự nhiên của trận đấu. Việc chờ đợi quá lâu để xem lại những tình huống tranh cãi có thể làm giảm tính hấp dẫn và kịch tính của bóng đá. Ngoài ra, còn tồn tại những tình huống mà VAR vẫn không thể đưa ra quyết định rõ ràng và mâu thuẫn, từ đó vẫn còn những tranh cãi liên quan đến công bằng trong quyết định của VAR. Dù như thế nào, việc áp dụng công nghệ VAR tại V League 2023 là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện chất lượng trọng tài và tính công bằng trong giải đấu. Tuy vậy, điều quan trọng là phải tiếp tục kiểm soát và cải tiến quy trình sử dụng VAR sao cho phù hợp và hiệu quả nhất, nhằm tạo ra môi trường bóng đá công bằng và hấp dẫn cho người hâm mộ. Về việc trọng tài tham khảo VAR lâu, dù có thể thông cảm vì đây là lần đầu tiên giải đấu có VAR và trọng tài cũng mới tiếp cận, tôi tin rằng trong tương lai, các trọng tài sẽ đưa ra quyết định nhanh hơn. Điều này là một phần của bóng đá, và những người làm nghề như tôi phải thích nghi, không thể đòi hỏi việc vừa có VAR mà vừa không bị gián đoạn trận đấu được. Trợ lý Nguyễn Đức Thắng bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho rằng, việc có công nghệ VAR là điều kiện tốt để tránh sai sót, nhưng VAR không phải là tất cả. Trận đấu vẫn tiếp diễn khi trọng tài VAR đang kiểm tra tình huống. Khi nào có tín hiệu chính thức của VAR thì trọng tài chính trên sân mới tạm dừng. Tuy nhiên, trận đấu này bị gián đoạn nhiều, kéo dài và cầu thủ phải chờ lâu. Về tình huống phạt đền cuối cùng, ông cho rằng là khá nặng và nếu không có VAR thì có thể trọng tài sẽ không thổi phạt đền. Để đưa VAR áp dụng vào V League, VFF và VPF đã tiến hành chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất. 18 trọng tài và trợ lý trọng tài đã trải qua đợt đào tạo thứ 3 từ ngày 8 tháng 6 đến 18 tháng 6. Đó là khóa đào tạo bắt buộc cuối cùng dành cho trọng tài VAR. Đồng thời, chuyên gia của FIFA đã kiểm tra tất cả trang thiết bị vận hành của hai xe VAR và đánh giá các yếu tố về mặt kỹ thuật và công nghệ đều đáp ứng tiêu chuẩn. Sẽ còn nhiều vấn đề trong quá trình vận hành VAR trong những trận đấu kế tiếp, thậm chí, việc tranh cãi vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Điều này đã được minh chứng ở các giải đấu lớn trên thế giới. Tuy nhiên, cần nhận thấy rằng, đây là nỗ lực của nhà tổ chức để tạo bước ngoặt mới của V League và hướng tới sự cải thiện trong công tác trọng tài và công bằng trong giải đấu. Áp dụng công nghệ VAR là một bước tiến quan trọng và đáng mừng.